Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em đi với bạn bè thân thiết của em ạ. Rồi, rồi, bạn dễ thương quá. Dạ em chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Chào em. Thì, em là bạn cũng như là đồng nghiệp thân thiết với chị Thảo á. Ừ. Thì qua những gì mà anh trai này chia sẻ thì em cảm thấy là về mặt ngoại hình á thì rất là sáng sủa sạch sẽ. Còn về những cái tiêu chí á thì cũng phù hợp với đối tượng mà chị Thảo đang tìm kiếm. Ừ. Và chị Thảo bình thường thì trong công việc á rất là hòa đồng cũng như là hay giúp đỡ mọi người. Còn về vấn đề tình cảm thì chị khá là rụt rè và không có giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của mình á. Cho nên là nếu mà tìm hiểu thì em hy vọng mà nhờ anh có thể chủ động quan tâm tới chị nhiều hơn. Dạ em cảm ơn. Được không bạn trai? Dạ được ạ. Thầy xin mời gia đình của em trai. Dạ em đi mẹ. Chào cô Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả. Dạ. Theo ý mẹ thì cô này thì cũng nhìn thì cũng hiền lành, cũng cao ráo. Còn bấm nút hay không thì do con quyết định. À, cô có đưa ra tiêu chuẩn tìm con dâu như thế nào không cô? Nói chung con chịu thì mẹ chịu thôi chứ giờ. Giờ mẹ chịu mà con không chịu thì cũng không làm được cái gì. Em chào bác gái đi em. Dạ con chào cô ạ. Chào cháu. Dạ. Bây giờ mình cho đôi trẻ gặp nhau đi anh Linh ơi. Rồi kéo màn lên. Chào anh. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. À, em thấy anh thế nào? Dạ, em thấy anh từ mặt. Không trần à? Dạ. Dạ. À, em hỏi đi. Ủa dạ xin lỗi anh nha, tại nãy giờ em bối rối quá, em chưa có nghe kịp tên anh á anh. Anh tên gì? Anh tên Tân. Dạ anh Tân. Dạ. Bạn gái tên gì nhớ không? Dạ nhớ anh. Bạn tên Thảo ạ. Tân Thảo. Ừ. Đối với anh thì cái đặc điểm gì ở một người phụ nữ mà anh cảm thấy thích nhất à? Chắc có lẽ là khuôn mặt. Vậy là anh quan trọng bề ngoài hả hay là sao anh? Không, ý là tổng thể khuôn mặt á. Hài hòa. Dạ. Như em là ok. Dạ cảm ơn anh. Rồi hẹn hò. Hẹn hò sao? Em muốn hẹn hò ở đâu? Dạ em thấy mình đi đâu cũng được hết anh, miễn sao là mình đi với nhau vui vẻ là được. Rồi nếu mà được thì em có thể làm dâu được. Dạ như hồi nãy em có chia sẻ cái quan điểm của mình đó anh. Được. Thì mình nếu như mà chồng mình ở đâu thì mình sẽ ở đó. Dạ, thì em cũng nghĩ còn làm con thì mình phải phụng dưỡng, nuôi dưỡng cha mẹ khi về già thôi anh. Dạ. Kinh tế thì ai giữ tiền? Kinh tế thì em để vợ em giữ ạ. Được, tốt. Thấy ổn rồi đó. Mẹ cười rồi, mẹ nghe làm dâu rồi, để cho mẹ dạy dỗ rồi, chăm sóc mẹ tuổi già là mẹ cười dữ rồi. Dạ. Bên đây chỉ cần nghe tiền để phụ nữ giữ nữa là thấy ổn luôn rồi đó. Trời, mình nói một câu gì là thật tình cảm đi bạn. Câu gì để thuyết phục đối phương? Thì tới đây thì mình là có duyên mới gặp nhau ở đây. Thì cảm nhận đầu tiên thì mọi người đều nhận trong lòng. Thì mọi người sẽ thiện qua cái... em bí rồi, em Linh ơi. Cứu em. Đang tỏ tình mà bí. Không, dạ. Bây giờ nói gì nó thiệt là tình cảm vô. Em có suy nghĩ sao? Nãy giờ em cảm nhận từ trái tim mình như thế nào, mách bảo mình nói cái gì. Dạ. Mình phát biểu như thế thôi. Không cần màu mè gì hết. Bây giờ thấy ai em, thích em thế nào đó. Và mong muốn rằng mình sẽ cùng đi nhau trên con đường còn lại của cuộc đời. Anh sẽ hứa lo cho em thứ gì đó, thí dụ vậy. Rồi, bắt đầu. Thì Đứng lên đi gần tới nơi luôn. Có thể nắm tay bạn ấy. Nắm tay bạn ấy đi. Rồi nói lớn lên. Thì rung quá. Rung quá. Sao? Nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Sao rung? Bắt đầu. Thấy điện giật rồi em lên đây. Hả? Điện giật. Điện giật thì phải nói chứ. Thảo ơi, gì đó. Thế vậy em thấy em dễ thương, dễ mến. Mong em sẽ chọn anh. Em gái thấy thế nào?
Dạ thấy anh nói chuyện cũng chững chạc à. Thích anh không? Em cũng thích à. Thích. Chàng trai thích cô gái không? Dạ em cũng thích ạ. Rồi thôi ngồi ghế đi bạn. Nói chuyện nhìn tôi trực tiếp vô đây, không có nhìn đâu ra đằng sau không à. Rồi chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Bấm nút hay không bấm nút. Đây. Suy nghĩ thật kỹ nha. Có mẹ, có bạn, có rất nhiều khán giả đang theo dõi chương trình, đang quan sát hai bạn. Đây là giây phút rất là quan trọng và thiêng liêng. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau để đi đến hôn nhân. 1 2 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Rồi mời em. Em bấm. Ủa em bấm. Bạn gái có bấm. Em có bấm không? Dạ không. Không có bấm. Rất là bất ngờ. Lý do tại sao bạn trai không bấm? Dạ em thấy cảm nhận đầu tiên không được. Trong trái tim mình không được mở lắm nên là em không bấm. À này, thành ra nãy giờ mình nói chuyện hơi ngượng ngượng đúng dạ, không? Dạ không được trôi chảy cho lắm nên là em cảm giác không được. Không được yên tâm lắm. Hình như không hợp với mình về điều gì em? Chắc cách nói chuyện. Không sao cả. Nếu như em không bấm tức là em nhường cái nút bấm đó cho rất là nhiều chàng trai đang xem truyền hình. Có thể mình không hợp nhau một cái điều gì đó. Đúng không em gái? Em cảm thấy như thế nào? Dạ thì em thấy thì đến đây như là một cơ hội. Nếu không được thì kết bạn thôi ạ. Đúng rồi. Dạ. Rất là nhiều chàng trai biết đâu đó đang theo dõi em và sẽ tìm đến chương trình để tìm đến em. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Chúng ta không hợp với nhau không sao cả. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn hai bạn.